Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog. Thanh Nhã TV nha mọi người. Ok, thì bây giờ á, mình sẽ có một cái màn chôn để chôn tụi nó. Hiện tại bây giờ tụi nó là chuẩn bị đi câu cá mọi người. Rồi mồi màng thì mình sẽ chuẩn bị mồi cho tụi nó để tụi nó đi câu. Ở đây mình có mồi đồ sẵn nè mọi người. Mồi câu cá. Thì bây giờ mình sẽ đổ mồi câu cá này vô cho nó câu nha mọi người. Đó. Clip này mình sẽ cho nó coi. Thì nói chung là mồi này tao cũng chuẩn bị khá từ trước rồi nè. Ít thôi nha mọi người. Một lượng vừa đủ thôi, tại vì mình có thành phần chính nữa. Rồi cho một miếng này vô nữa. Cho miếng này vô nữa. Đó. Vừa thôi mọi người, tại vì mình có cái thành phần chính mọi người. Thì đây. Đây là thành phần chính mà trong cái món mồi mà nãy giờ tụi bay móc đó, nhớ không? Cái clip này mình gửi nó cho mọi người chứ không phải mình nói mọi người nha. Tụi bay móc mà để thay mồi đồ câu cá rồi đó. Thì đây. Đây là cái thành phần chính của tụi bay. Đây là thành phần chính của tụi bay đây. Xích bom. Đây tụi bỏ vô đây đi. Rồi bắt đầu tao trộn lên. Không? Nè, tao đâu có dụng tay đâu. Bởi vì nãy giờ tụi bay thấy không? Tao đâu có lấy tay để bóc mồi đâu. Đó, mình trộn lên nha mọi người. Ok, để đây đi. Rồi mình sẽ vô nước. Rồi mình sẽ vô nước mình trộn sao. Thì á, không biết á, là tụi nó mà nếu như mà biết á, tụi nó câu mà câu cá mà bằng xít của con bon đó thì tụi nó sẽ có phản ứng như thế nào nha mọi người. Nói vậy thôi chứ cái này là xít bon thiệt. Thì cái clip hồi nãy đó mình nói chuyện là tụi bay đó, mình nói với tụi nó nha mọi người chứ không phải là nói chuyện với mọi người. Nó hơi gấu một xíu tại vì mình có cái điện thoại để mình quay à. Rồi một hồi mình mượn cái điện thoại đang quay này nè, mình lấy cái clip này mình đưa cho tụi nó coi rồi tụi nó sẽ có phản ứng nào thì mọi người đón xem nha. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài, mình kêu tụi nó đi câu nha mọi người. Ok mọi người, thì hiện tại bây giờ là cái cục mồi này nè mình đã bóp xong rồi đó, trộn xong rồi mọi người. Bữa nay chơi hay lớn như tụi nó luôn, không biết tụi nó có chửi không nữa. Bây giờ mình đang ngồi ở cái điểm câu cá luôn. Thì tụi nó chưa lại mọi người ơi. Chỉ có mình với anh mình ngồi câu đây thôi. Đó, tụi nó thì chưa lại. Để tụi nó lại cho nó câu cái mồi này nha mọi người. Xem cái phản ứng của nó khi mà biết được cái mồi này, cái thành phần trong đó là cái gì á. Tụi nó phản ứng như thế nào thì mọi người đón xem clip nha mọi người. Cái đám lù la tụi nó tới nè mọi người. Đây nè. Nó xe đây nè. Đậu dài dài á, xét cái đường xe chạy. Đám lù là nó tới nè. Ba đem cần anh ba? Cần hả? Cần hả? Anh em quay clip đi câu cá mọi người. Nó được kiểu gì vậy? Câu cá này vui lắm. Đây là cái cần rồi để đi rồi cho tụi nó câu móc mồi câu nha mọi người. Mấy cần ra đi, xúc sắn lên đi trời. Làm cái bim được đó nè, mồi có sẵn đây này nha. Nè, ở đây coi. Nè, mồi có sẵn đây nè. Đó. Mồi sẵn dân nè. Gì? Nè, để hồi có móc mồi móc đi nha. Móc mồi móc nha. Sang lại bóp cục mồi cho nó ấy xíu đi. Bóp mồi ra. Bóp bằng tay á, bóp nhẹ nó dính cái bọc. Tay vô bóp á. Ê, cần lấy ra ngoài bóp đi. Bóp cho nó vẽ rồi đi. Cái lưỡi này, cái này là cái gì mà không phải cái lưỡi? Cái này cái lưỡi. Em thấy. Còn cần nào không? Còn cần. Bóp đi, bóp mồi đi. Hôm nay anh quýnh bài mồi dữ luôn. Ừ, mồi này dữ lắm á. Quýnh bài mồi này là tốn tiền dữ lắm. Bóp đi, bóp đi. Mày cũng chèn là thúi. Sạm. Mồi này mồi tanh cá nó ăn đúng không? Mồi tanh càng thúi cá nó càng phái đúng không? Ý mà mình cũng chèn còn nghe. Đường dễ bóp tiếp vậy đi. Luôn trời, húi vậy luôn á. Đường dễ bóp tiếp đi mày. Mồi này chắc bắt lắm. Mồi bắt lắm. Mồi bắt lắm mà chừa cái máy gai cái. Mồi bắt lắm. Bắt không? Bắt. Cái đoạn, nãy mới lại em kia dính cái dù bự. Ừ, ta dính mình cũng phải dính. Ừ, bóp ở đây. Ờ, cần em kéo cái dù 10
bóp cho nó nhuyễn nhuyễn ra. Đó, cần của danh nè mọi người. Rút đắng không? Bóp nhuyễn nhuyễn ra, bóp cho nó dẻo dẻo đúng không? Dẻo bóp tiếp kìa, mày gỡ cần cho nó đi mày. Ừ. Nó ngu quá. Ngu rút. Thử nữa đã mồi ta mồi húi mà thử. Không có nhẽo nhẽo quá trời. Trời lạnh lạnh này con mồi tanh nó mấy ai. Sao mồi nhẽo nhẽo vậy? Nhẽo nhẽo đúng rồi, mồi không nhẽo sao móc. Đương danh thử coi mồi nó ra húi. Ok mọi người, thì cái mồi này hồi nãy mình cũng đã chia sẻ ở nhà cho mọi người xem rồi đó. Mồi này mình trộn cách thức pha bằng gì gì đó. Mình chia sẻ đó, giờ tụi nó sẽ lấy mồi này rồi tụi nó móc vô nó câu nha mọi người. Ok. Có lưỡi không trời? Nhon nhon. Gớm này. Dạ. Có lưỡi không cậu? Không có lưỡi luôn hả? Chàng nó có lưỡi không? Không. Có lưỡi nào luôn? Quay xì luôn sành ơi, cẩn cẩn đi cho tụi nó có. Trời, móc một bò bự bự lên. Không có. Trộn mồi gì nó cứ vậy luôn á. Mồi này mồi kiểu như là trời lạnh á, mồi nó tanh nó húi cá nó mới bắt hiểu không? Ừ, mồi bình thường thôi. Tao nghe tao nói chơi mồi húi hay cá mày ăn á. Húi gì vừa, húi dữ được cái này làm lớn quá. Trời ơi trời, nghĩ làm ghê quá. Thành tâm đình nè. Bóp cái tay mày hồi nó không ra mùi, nó mùi nó không ra luôn. Để cao chiều dùm trước. Húi gì đâu húi vậy. Ôi ôi ôi. Cái gì mà thúi không biết nữa trời, ba cái mồi này mồi bình thường mới là thúi. Thúi sao không nội thúi bắt. Châu đi, tao ngồi chơi. Mày đi câu cá mà mày thúi thúi thúi. Thúi đi. Thúi đi. Thúi đi. Thúi đi. Thúi cho quay cho tụi nó móc đi tới. Thúi đi. Ừ, em hay cái tướng em. Anh đi, anh đi. Câu cá nữ của em. Anh đi. Ừ. Móc mồi luôn đi chứ có đâu. Cái bài kia tao làm mồi thì giờ tao pha bài mồi vậy đó. Câu là dính cá, bao dính cá đúng không? Câu dính cá giờ chưa. Chiều nào mình đi làm đỡ thôi, đừng có tính nữa mày ơi. Đổ mắm đi. Chưa câu là tính rồi. Có cá hả? Chưa câu tính rồi. Có cá hả? Ừ, biết mày chán, chưa câu tính thì mồi này mồi bắt á, không chừng câu cũng dính cá hẹt cái bao giỡn rồi nha. Cá giò nó thích gắt thích ăn mồi này luôn. Mình miếng rồi. Không không? Cho tao ăn, ở cho tao ăn câu miếng đi. Anh danh. Nè, trả nè, nó thơm nè, thử đi. Mồi người ta với mồi với đâu? Chứ ba cái cám mồi cám với cái gì nó cám mà sao nó húi vậy trời. Rồi câu cá rồi. Câu cá hơi bị chìm vậy. Câu cá gì kìa. Ừ, thôi này câu im. Rồi câu đi. Lưỡi để bóc mồi. Tại sao cây này có lưỡi câu. Bóp cho, bóp cho nó dẻo dẻo. Bóp cho nó dẻo lại. Cho tao lưỡi này đi. Gì khùng á. Tao rau lưỡi của người ta đi châu ba. Cho tao cần này đi. Bóp cho nó dẻo lại hiểu không. Lấy cái cành cho bự rồi đây. Hồi đó anh tao đi câu cá kêu bóp hoài nè. Tanh chứ ba cái thịt gà, ba cái cơm đồ á nó. Ba cá ăn thịt gà. Gắt miếng thôi. Bà mồi bà mồi ghê đó. Vô. Bà mồi. Bự xíu bự. Bự xíu. Ôi nhiêu đó rồi đi. Má mà thảm mình trộn người cũng đâu thúi tới nỗi gì đâu, nó tanh quá à. Bữa nay tại hôm nay mồi mồi thấy sao sao quá mùi á. Nó hơi tanh tanh thôi. Nó hơi tanh tanh à, chứ đâu có tanh lắm đâu. Ủa cá nó tanh rồi nó ăn mồi tanh hết kìa. Ừ, nó ăn mồi tanh. Mồi thúi thúi nó mà ăn. Nó sao ngộ vậy trời. Coi cái trộn sữa chua vô nó béo béo rồi. Béo béo luôn hả? Liếm thử anh Tập. Liếm thử rồi. Chắc nó có ăn sữa chua á. Liếm hơi, liếm hơi. Mày có trộn sữa chua không? À. Mồi nhõm nhẹt hả quý. Đừng liếm nha bà, không, không liếm được đâu nha. Mồi. Béo không? Trời ơi. Đưa cậu ơi. Thôi từ từ từ. Tên mắt cậu. Kiếm lỗ mới được. Đi câu đi. Mồi mồi này gắt lắm, mồi này bén. Mồi này câu là dính cá đó. Cá hay chú ghẻ không? Ê cái lộn cái phần này chưa. Câu đây từ từ nó ghẻ chứ. Nó bén gì nó phải vừa xước xuống rồi nó ghẻ rồi. Cá sông làm như cái hồ, cái nuôi cái gì rớt nó ghẻ liền. Mày em tướng em đi qua đây coi chứ. Được. Ok giờ mình đi câu nha mọi người. Câu mình ngồi coi mấy nó câu ơi. Khi nào mà dính cá đó hoặc là nó móc mồi tiếp đó, mình quay tiếp cho mọi người xem nha. Ok. Làm gì vậy Tu? Mồi dính cá mồi. Cá gì?
Giờ nóng lên nổi luôn nè. Công bằng luôn nè. Chưa câu được nữa trời. Dạ cho mọi cục hỏi vậy anh. Dạ anh cầm nắng nắng đây hả? Chưa nó bốc mồi kìa. Cho nó cục cầm bụng đi. Hỏi thì lên tới luôn. Ừ hắn cục đi. Tới lùi chi. Cá thiệt hả? Cá thiệt hả? Chim cá thiệt hả? Coi cái cọng này cọng ấy á. Định nói nó chửi em hù á. Đứng chỗ em cọng 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 cọng. Mày thật tấn mà mày không nhá. Nói nó chửi em hù. Em chửi đến này, định nói nó hù. Em biết cọng cá lắm á. Mày dính đó rồi. Nhìn biết rồi. Cái đừng câu này dài quá. Ở đi quay nó đi. Em đang mất hội nha. Đi cầm giùm anh cục mồi đi. Thôi đang cầm máy quay sao cầm cục mồi cầm láo gì vậy. Để đây nha, không ai lấy à. Rồi câu đi nha. Mẹ lấy lửa mới biết nào. Mẹ, chào mẹ, chào mẹ. Để đi, dở chi. Cho em xin mấy mẹ anh cho anh. Nó hết rồi. Cá nó ghẻ. Mà nó hơi dẻo Tuấn ơi. Ừ. Mà dẻo dẻo mà như ớt nước nó mấy thì sao? Có cơm á. Có cơm. Cá nữa. Cá cơm. Dạ. Cá cơm, dạ. Cá ăn cá sao được nội. À, bò nay giống cá vậy đó, chạy với cơm, chạy với cơm như thế. Sao phân biệt con chó với con cá đụng nội. Cậu đi, chỗ ngồi cho câu mà nói nhiều quá mệt quá. Vé cầu, vé cầu chứ. Đi chứ này. Ok mọi người thì tụi nó mình chọn cái bài mồi này thì tụi nó câu là hơi bị đỉnh đó mọi người. Bài mồi này có thể nói là nó vừa hòa quyện giữa các cái tế bào mà gọi là tế bào phân tử gì tế bào phân tử tùm lum đó mọi người. Thì tụi nó có câu dính cá là cũng do công lao của mình. Bài mồi thắt chuyền mười mấy bài năm. Bài mồi thắt chuyền, bài mồi này là nói chung là kiểu như là mình dễ này dễ, cá dễ, cá dễ. Chẳng lẽ, phan, từ. Có lẽ nào bài mồi của mình. Chết. Trời ơi. Mồi này bát nữa. Mồi này bắt đó nha. Trời ơi. Vô mồi đi, mồi này bắt đó. Từ. Thấy không? Mồi này bắt đó ông nội ơi. Mồi này im. Vậy là mình biết công thức nè, mốt tụi nó có đi câu á, mình trộn mồi này cho nó câu không cho mọi người. Tại vì nhà mình cái mồi này không cần mua cũng có nữa mọi người. Rất là nhiều. Mua, em không cần mua. Phải trộn á, mình có. Đâu phải không, có, đúng có. Tới giờ mới có được cái câu đi. Phao này sao để cho đó. Để đi tự chìm mà. Nó không có chìm. Chìm thôi. Rồi bắt là tính. Thì thứ nãy giờ nghe mùi tanh tưởng ngán má mày được. Cái lanh này biết mà câu mùi tanh ngon. À giờ này câu mùi tanh này. Em chín cái từ giờ này mình nướng mồi cho em đi. Ok. Mồi im bộ.
quay dính cá quay em. Ừ, quay dính cá quay em tới ngày để móc màu xong đi. Mồi này được. Mồi này tới giờ lấy mới được chứ không phải muốn lấy giờ nào lấy. Ừ, tới giờ mới lấy được. Lấy thầu xuống. Coi gì anh Tuấn? Cái hình nãy mới chụp nè. Hình nè. Coi cái clip á. Có cái clip á. Clip này hả? Ừ, coi chơi xíu đi. Cái vlog mà. Ừ, coi đi coi ok không? Em đang đem ngồi xíu. Clip mới quay nãy hả? Ừ, mới quay nãy cái đợp á. Mười hỏi đó. Phan bấm đứng lại đi Tuấn ơi. Bây giờ nè, mấy bay muốn biết bài mồi nãy tôi trộn cái gì để mốt đi câu không? Muốn. Muốn biết không? Muốn mấy bay có câu là mấy bay trộn cái gan vậy là cá ăn. Không? Muốn không? Cá bự không? Gì? Hugo luôn hả? Hugo. Hugo không? Hugo. Rồi, muốn biết bài mồi lại đây coi. Nè Tuấn, lại đây coi bài mồi nè, mấy mốt có đi câu ở đâu thì ấy nè. Nhanh. Cậu đi, có đi câu ở đâu thì ấy. Có đi câu đâu đó thì trộn mày mọi thịt vậy đó được. Cái gì vậy ba? Ghẻ đâu ghẻ? Để đi em coi cho. Ê ghẻ hai cặn lượt luôn rồi, phan. Phan anh Tuấn ơi, đứng rồi. Nó ghẻ hai cặn lượt anh Tuấn ơi. Đồ má cái mồi này bắt dữ gì vậy? Bắt lắm. Mồi này bắt lắm lắc à, mọi người thấy sao không? Má mồi này tanh, má bắt dữ lắm bắt. Nó tanh nó cuối mà nay nha. Dẹo từ dẹo ơi, từ. Càng dẹo nó giật nè mọi người. Hết rồi giật không ơi. Hết rồi. Nó ghẻ ghẻ chơi không ơi. Chắc con cá này nó cũng nghe mùi thúi không ơi. Đó, lại coi cái mồi cách làm mồi đi. Cách làm mồi nãy cũng dữ lắm á. Nó chu đáo nói rồi. Ghẻ kệ đi tao coi cho. Quan trọng thành phần chính đó đó. Không có thành phần chính đó là câu cá không có dính đâu đó. Này cám hả? Dạ. Này cám gì? Cám này cám D1. Một thành phần chính hả? Anh xả cỏ nha anh Tính. Trời tới liền giờ. Cái mồi gì á? Dạ. Cục này nè. À. À, à không, anh tôi ngửa lại nghe nhìn nhẹ hơn. Nè, giống cục này mà. Đây là chính của tụi bay đây. Cục xít bon. Trời ơi. Đây, đúng rồi. Rồi bạn nè, thành phần thứ nhất là D1. Và thứ hai là cám. Và thứ hai, thứ ba là cục xít của anh Bon. Chó luôn rồi. Mà lấy xít. Ôi, nóng lạnh thiệt. Trời ơi, hôi ta. Mấy anh gì nặng kìa. Trời ơi, con quấn luôn kìa. Chó ông nội ơi. Chó. Để chú mình nhớ. Anh làm gì đâu? Anh như nhả chưa ai? Sao đi cục chó? Tào lao gì vậy? Đi câu anh không cho. Thì đi câu nó hay gì? Nặng cái buổi trời luôn. Thì nó nhờ anh thì anh làm gì? Mẹ dính khỏe móng tay luôn. Bây giờ phải bóp cho nó nhão cái mồi. Khỏe móng tay luôn nè. Mẹ cái vợ đang gì? Cái vợ xịt. Cái vợ xịt thì tao chọn xịt chứ miếng bay mút mồi miếng bay câu rồi gì nữa? Nghĩ sao? Ôi trời sướng à. Dứt nó luôn quay, dứt nó luôn quay. Không hiểu đập nó luôn. Dứt nó. Chó hả? Chó không phải chó bằng cái tính cách của mày không? Dứt nó bay, trời ơi, không lẽ chặn đầu lại. Mày dứt cái chó mày mấy nè. Con này là chó. Trời đúng là chó luôn. Ba số này thì vẫn chó vậy. Chơi cái chó hú dở tiền luôn. Nghe kìa. Nó dơ nghe. Tắt linh kêu nó lại đi.
Tắt đi ba ơi, giờ này quay cái gì quay đây. Tắt mẹ, giờ anh kêu nó lại đi. Kêu lại nhét thẳng vào họng luôn. Cho nó ăn thức chó luôn. Đưa một chút đi. Mày dò quay. Anh tao cầm máy quay. Bây giờ bắt lại em nhét cục này vô mặt nó. Dạ bộ anh cắt máy quay đi. Dễ thương. Ôi lỡ dưa rồi. Trời ơi, coi kìa. Bắt rồi. Bắt được nó nữa. Bốn thằng bắt nó nữa. Cái đầu đèn đó. Nó mà hiểu nó thổi nè. Che vô mình nó da vô dài nó cho nó khỏi trắng. Khùng nó dơ dơ dơ. Hồn ha. Dơ. Dơ với tay ta. Trời ơi. Trời ơi. Từ từ. Xin cổ luôn kìa. Ta đi câu rồi chỗ ăn này kia đi, chỗ cứt, chỗ bò. Chó này không? Chó bà nữa. Ok mọi người thì nói chơi thôi. Lúc đó mình quay mình cho thấy là cái đó thôi. Chứ thực chất ra là mồi đó là mồi bình thường nha. Còn cái phần đó mình quăng rồi. Chứ không phải là sự thật là lấy xích chó cho tụi nó làm thiệt. Mấy sợ nó nhỏ nhẹt tanh gình. Mồi tanh đúng rồi, mồi phải tanh chứ. Nó hơi mùi béo béo hả? Nè em cầm bình thường nè. Thiệt đó là xít con nhã. Hả? Khủng gì mồi có miệng ăn. Cho anh tụi nó chơi vui thôi mọi người. Chứ chắc là mồi đó không phải là thiệt vậy nha mọi người. Mới đầu mình quay mọi người coi là thiệt. Mà đó mình lấy mình bỏ vô khác rồi. Thật chắc là xít con nhã. Ồ, ông ngoài thiệt. Khủng gì ba. Ok mọi người thì chỉ là cho tụi nó thôi chứ không ai đâu mà chơi mà lấy thiệt vậy đâu mọi người. Ok nếu mọi người thấy video này hay thì bấm like lên cái kênh ủng hộ mình nha mọi người. Cô giờ giờ chào tụi mọi người nha. Chửi quá chửi ông sợ. Ừ, cô tiếp đi, lấy xích chấm mất cô tiếp đi. Cái thằng này cái đầu nó bự tật quá vậy chứ.